Với hai cái ảnh này thì chúng ta sẽ download về. Chúng ta sẽ download về anh em nhé. Rồi, đầu tiên là cứ download hai ảnh này về đã nhé, cứ bình tĩnh. Dạ, download hai ảnh này về. Ok không ạ? Rồi, bây giờ ấy, để mà chúng ta có thể tạo ra được cái khung hình nó đẹp thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chọn từ mục app, sau chúng ta search là gì ạ? Inside. Đấy. Face swap. Hy vọng là nó ra. Inside face. Cái thằng này nó là một cái nó gọi là add on thôi. Đấy. Chúng ta có thể lên trên Google nha, chúng ta search là inside inside face. Chúng ta search inside face, sau đó chúng ta vào gì ạ? Vào phần GitHub này nha, vào GitHub nha. Rồi, vào GitHub này. Chỗ này anh chị em phải hết sức là lưu ý nhá. Đấy, hết sức lưu ý này. Đó. Thì chúng ta sẽ phải kéo xuống này. Kéo xuống này, kéo xuống này. Kéo xuống dưới này nhá. Rồi, đến cái đoạn này thì chúng ta dừng lại, chúng ta có cái chữ này swapping Discord này, nhìn thấy cái chữ nào có chữ Discord chúng ta bấm vào nhá. Dạ. Rồi, sau khi bấm vào phần Discord đấy rồi, chúng ta lại kéo xuống tiếp này. Kéo xuống tiếp này, kéo xuống tiếp này, kéo xuống tiếp này. Chỗ này nó hướng dẫn thôi anh chị em nhá. Hướng dẫn thôi. Rồi. Đến cái này là step by step guide nhá, tức là gì ạ? Là hướng dẫn từng bước nhá. Đây, bước 1 đây này. Đây, nhấn vào link này để đăng ký cái Discord app này. Đấy, sau đó tạo một cái Zoom chat này. Sau đó là mời Miss Johnny vào, mời Miss Johnny bot, invite Miss Johnny bot vào trong cái chat room này. Đây, bước 1 này là gì ạ? Là xong phần Miss Johnny nhá, thì mình không làm nữa nhá. Đến bước 2 này thì mình sẽ phải invite cái con bot là gì ạ? Inside Face Swap này vào. Được chưa ạ? Và để mà gì ạ? Ép vào ấy thì chúng ta nhấn vào cái đường link này nhá. Chúng ta nhấn vào cái đường link này. Đúng không ạ? Nhấn vào cái đường link này thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập, được chưa ạ? Chúng ta đăng nhập đi. Đó, chúng ta đăng nhập vào. Đấy, đăng nhập vào, sau đó chúng ta chọn cái máy chủ. Chọn máy chủ nào mà muốn ép cái con bot Inside Face này vào. Ví dụ hôm trước giờ Huy chọn vào cái máy chủ V4, hôm nay Huy chọn máy chủ V5 đi. Ví dụ như vậy. Cái máy chủ V4 Huy cài rồi. Bây giờ Huy thử vào cái máy chủ V5 mà Huy chưa chưa ép, sau đó nhấn tiếp tục này. Được chưa ạ? Nhấn là phê duyệt này. Ok không ạ? Đấy, các bạn bạn là con người không thì nhấn là tôi và con người. Ok không ạ? Rồi. Như vậy là xong. Đấy, Inside Face đã được phê duyệt vào V5 nhé. Ok không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại. Thì ở trong cái máy chủ V5 chúng ta sẽ thấy xuất hiện này, Inside Face Swap này đang ở đây này. Được chưa ạ? Khi nào nó thấy xuất hiện là Inside Face Swap đang ở đây thì là ok nhá. Thế còn Huy quay trở lại cái thằng V4, bởi vì là hôm qua Huy đã ép rồi nhá. Hôm qua Huy ép rồi. Đó. Rồi, mình xem cái ảnh này. À, xem có được cái nào không. Rồi. Đây là đang đứng à, dạng kiểu chú rể đang đứng. Rồi, không sao. Thì nó tương tự như vậy, chú rể hay là doanh nhân nó giống nhau. Đó. Đó, đúng không ạ? Ok nha. Thì mình sẽ lấy cái hình số số 1 này với số 4 này. Ok không ạ? Lấy cái U1 này với cái U4 này. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh như sau. Đấy, chúng ta sẽ nhấn vào đây này. Đấy, nhấn xẹp này, chúng ta nhấn là save save ID này, save ID này. Đấy, được chưa? Chúng ta gõ đây này. Ở đây chúng ta sẽ gõ ID name, tức là chúng sẽ đặt tên cho cái gì ạ? Cái ID này. Đấy, thì Huy sẽ đặt là Huy 2. Hôm qua là Huy đặt là Huy rồi, Huy 1 gì đó. Hôm nay Huy đặt là Huy 2. Sau đó Huy sẽ kéo cái hình ảnh của Huy lên. Kéo cái hình ảnh mà gì ạ? Mà lúc nãy Huy làm mẫu ấy. Đó, được chưa ạ? Để làm gì ạ? Để con bot nó nhận ra cái mặt mình. Để con bot này nó nhận ra cái mặt mình nha. Đấy, command send này, đấy ID name Huy 2 đã được tạo này. Được chưa ạ? Khi nào đến đoạn này là xong nhé. Rồi. Đấy. Cái đoạn này thì nó có thêm cái tay nữa đúng không ạ? À, rồi. Chúng ta có thể lấy thêm được cái thằng U U2 đi. Thêm thằng U số 2 đi. Ok không ạ? Thêm thằng U2. Rồi, đang lốt hai thằng này về. Rồi. Rồi, bây giờ đến lượt chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ thay đổi khuôn mặt nha. Chỗ này là chỗ quan trọng này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn xẹp này. Chúng ta sẽ nhấn S này, V kép này. Đấy, thì nó ra ngay câu lệnh là swap ID này. Được chưa? Swap ID xong ở đây nó có chữ ID name.
Được chưa? Lúc đấy là save ID nhá. Còn đây là swap ID nhá. Thì chỗ này ID name để ở đây là Huy2. Được chưa? Đấy, xong cái phần email này, email này thì Huy nhấn vào đây. Đó. Xong đó là Huy chọn cái hình mà lúc nãy Huy đã download về, cái hình bên trên ấy, mà Huy download về, xong nhấn enter. Enter. Hiện nay đang có 170 câu lệnh đang ở trong cái gọi là hàng chờ. Cho nên chúng ta phải đợi một tí, được chưa? Ở trong lúc đợi thì Huy sẽ gì ạ? Huy swap thêm cái nữa. Đấy ạ, nhấn SV kép xong nhấn enter. Đấy, nó ra chữ ID Huy, ID name này mình ghi vào Huy 2. Ok không ạ? Cái phần image này đây này, chúng ta kéo lên này, chúng ta lại tiếp tục chọn cái ảnh số 2. Thế nhấn enter. Ok không ạ? Đấy, bây giờ lên 191 ảnh đang trong phòng chờ rồi. Hôm qua nó lên gần 400 cơ anh chị em ạ. Đấy, bây giờ mình nhấn vào swap ID này, Huy 2 này. Đấy, chúng ta chọn cái ảnh số 3. Đấy, nhấn enter. Đấy. Đấy, chẳng thấy nó giảm, nó còn tăng lên thế này thì đến bao giờ mới xong đúng không ạ? Rồi. Swap ID này, V2 này. Đấy, xong rồi nhấn enter, chọn cái số 4. Rồi, nhấn enter. Rồi, việc của mình bây giờ là chờ thôi. Đấy, giờ vẫn còn 192 cái thằng đang trong phòng chờ. Cái gọi là hàng chờ để được chạy. Và cái con inside face swap này thì nó hoạt động tốt khi mà với các cái ảnh được tạo bởi Midjourney. Cái thứ hai nữa đó là mỗi một ngày nó cho mình 50 cái ảnh miễn phí, 50 câu lệnh miễn phí nhá anh chị em nhé. Và chúng ta chưa phải bỏ tiền cho cái con bot này. Rồi. Đây là cái hình ảnh sau khi mà đã gì ạ? Sau khi mà nó làm xong. Rồi. Anh chị em thấy có giống như không ạ? Bằng download hết vậy nhá. Download hết về xong là mình xem một thể nhé. Rồi. Rồi. Mình để tuổi nó hơi trẻ so với cả cái tuổi thật của mình. Để là nó sẽ trông nó trẻ hơn 5 tuổi nhé. Rồi. Đây. Đây là cái ảnh lúc nãy mình tạo ra. Đấy, mình có đưa hình ảnh của mình vào, mình có mô tả rất là kỹ, nhưng anh chị em thấy là gì ạ? Nó vẫn không ra cái mặt mình, cái ảnh ở bên trái á, nó vẫn không ra cái ảnh mình, đúng không ạ? Còn cái ảnh bên phải là cái ảnh mình đã tinh chỉnh, đúng không ạ? Sau khi mình tinh chỉnh thì anh chị em thấy là gì ạ? Mọi thứ nó giữ y nguyên, cái ghế, cái áo, những thứ mọi thứ nó giữ y nguyên. Nó chỉ khác cái gì ạ? Chỉ khác cái mặt với cái ánh mắt, với cái thần thái, với cái miệng, anh chị em thấy không ạ? Là nó gì ạ? Nó đã tinh chỉnh một cách rất là tinh tế, thậm chí là kể cả cái râu nó cũng chỉnh lại rất tinh tế, đúng không ạ? Anh chị em nhìn thấy là với cái mặt này ấy, thì nó trông giống hơn cái mặt của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó hơi trẻ một chút thôi. Đấy, để cái tuổi nó 35, tí nữa mình sẽ để 40 xem nào. Tại vì mình thích nó trẻ, cho nên là mình để tuổi nó ăn gian tí. Rồi, tương tự như vậy. Rồi. Đấy, đây là cái ảnh mặt của cái người mà đã gì ạ? À, đã chỉnh sửa lại xong. Đấy, cái này thì cái mắt giống này, cái mũi giống này, cái miệng giống này. Đấy, tóc thì cũng gần giống, cái kính thì nó hơi khác một tí. Cái mặt má nó cũng phính, trông cũng ok, được, chấp nhận. Nhưng mà hơi trẻ, đúng không? Cái râu này là râu này hơi trẻ. Thôi được rồi, tạm chấp nhận. Râu này cần thiết, tí nữa mình lại đưa vào mình ghép xong. Ok không ạ? Rồi nhá. À, với cái kính này nó không đúng lắm, nhưng được rồi, không sao, chấp nhận. Rồi. Đây. Đấy, đây là cái ảnh gốc với cái ảnh đã ghép, đã chỉnh qua chỉnh sửa, đã tinh chỉnh. Đấy, thì cái mắt, cái mũi và cái miệng thì đều là khớp, rất là khớp, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trông nó hơi trẻ, với cái râu vẫn chưa đạt. Đó. Đây. Đấy, đây nữa. Rồi, với cái ảnh này thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, chỉ có cái râu là chưa đạt thôi. Chứ còn mọi thứ thì nó ok. Cái kính thì nó vẫn chưa khớp nữa với kính của mình. Rồi, đấy, có mấy điểm như vậy. Thế còn cái độ tuổi thì trông nó trẻ hơn. Và cái râu thì nó chưa khớp. Có thế thôi. Chứ còn về ánh mắt, cái mũi, cái miệng thì rất là đúng rồi. Rất là khớp rồi. Ok không ạ?